Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh được mình là Đậu Xanh Tiên Sinh đây. Hôm nay mình sẽ làm clip về lại chiến bang thôi, để coi bang chiến như thế nào. Hello, what the fuck. Lúc mà mình vô mình cũng bị cày thế, con phú nó giật trời suy cháu méo nào. Ok sao hả? Quá đã. Chùa ok, tắt phần ta thôi. Còn giờ mình đi ra quýnh nó khóc. Tắt phần trăm thì tắt phần trăm gì là kiếm mình đã hoàn thành 2 lượt cho vang 1 nước ngọt. Ok, bây giờ mình sẽ làm gì đây nào? Ok, bây giờ mình sẽ đi đánh con người lạ. Ok, ra cái bọn mình là 10 quốc này. Ok, lấy vào 110 tốm tham quốc luôn. Bây giờ lấy quân mình quốc luôn, không có chưa. Ok, bắt nhận ngay từ CC cái bọn. Ok, trang bị. Ok, vi bóng. Ok, sang luôn. Đây là xa hơn mình hay đó. Ok, tao luôn. Ủa, con Hera đó ta. What the fuck. Không có Hera rồi. Em cứ cờ, em cứ cờ. Em có Hera là em cứ trừ cơ mà ra. Bình tóc cho anh em. Bất tử bộ thân. Một con tóc nữa nè, một hình bất tử, một hình... ok, tốc độ, ok, cộng hay quá, nóc rồi, nóc tim mời, con Hera đâu ta, đánh nào không có Hera, cứ cười, không sao, còn cộng. Còn phố sợ không? Đánh cùng người lạ. Ôi xì trơn. Nó con rồng giỏ. Mình còn một con rồng, con rồng thăng thăng. Ok, sắp chết con rồng thăng thăng rồi. 30 giây. Rồng thăng thăng là được 30 giây mọi người. Mà đi bọn nâng cấp lên thì nó sẽ tăng lên về thời gian nữa, rồi cái gần mất rồi. Ok, Được đấy á. Đánh cùng người lọ nha người video, đánh cùng người lọ. Lá bà Hân, lá vào nhà mình 4 cấp. Nên con bót rồng, một vua, một hạo và một đẹp phúc sư. Ok Quyên. Và các bạn xem video của mình thấy hay hãy nhấn nút like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video cho mọi người. Ok, bye bye. Ok, cảm ơn Phong nha. Ok. Và tại ngôi đá thì tới cái hồi mình bơm tiền vào. Và tạm biệt anh em. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Bye bye.